con cá dùm, buông lời mà hỏi bạn. Em chèo chiếc xuồng mà đi đâu? Lưới thưa em búa con cá dùm, trên nhà em mà có chuyện. Tôi đứng đây nãy giờ mà cô hai không thấy tôi hay làm sao mà cô hai chèo xuồng đi kiếm cho nó mệt gì nè. Vô đây đi cô hai, vô đây cho tôi hóa giang một chút đi cô hai. Cái xuồng này nó hơi chồng chành, đây anh xuống đây coi chuyện té. Quý vị khán giả thân mến, một mùa hè đã bắt đầu và đây là mùa để khám phá và đi chơi, có những trải nghiệm cùng những chuyến du lịch thú vị cùng với bạn bè và người thân của mình. Nhưng mà không phải ai cũng có những điều kiện để đi chơi xa. Vậy thì tại sao chúng ta không thử trải nghiệm một mùa hè vui ngay tại thành phố Hồ Chí Minh? Người bạn đồng hành cùng Hà Trinh trong ngày hôm nay đó chính là người mẫu Lê Trung Cương. Vừa qua chặng đường gần 60 km để đến được chuyến du lịch ngày hôm nay thì ngay lúc này Trung Cương và Hà Trinh đang thử cái cảm giác chèo thuyền trên một con sông nhỏ. Và gió từ mặt sông thì cứ thổi lên mát rượi rượi, làm cho cái cảm giác mà mệt mỏi của Trung Cương và Hà Trinh đều tan biến đâu mất. Mà nè, hai mình chèo ra thử đằng kia, anh thấy ngoài cái đảo đằng kia kìa, có cái dây leo nó leo xòa xòa trước mặt nước, đẹp quá anh ơi. Cách trung tâm thành phố khoảng 60 km, khu du lịch Một Thoáng Việt Nam nằm ở ấp Phú Bình, xã Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trung Cương thấy cái mô hình nhà này độc đáo không? Anh thấy hình như là nó hơi giống với mô hình quả trứng đúng không em? Mà anh có biết tại sao nó giống như là một cái quả trứng không? Theo anh nghĩ là quả trứng là gắn với truyền thuyết của Lạc Long Quân với Âu Cơ. Đã đẻ ra trăm trứng ra sinh ra dân tộc Việt Nam đúng không em? Chính xác, thôi mình đi tiếp đi. Bước vào bên trong quả trứng khổng lồ là nơi trưng bày các hiện vật từ thời kỳ đồ đá, đồ đồng với trống đồng Đông Sơn có niên đại lên đến hàng nghìn năm. Chắc là đi cũng gần hết nước Việt Nam luôn ha. Anh đi cũng khá là nhiều do công việc của anh đòi hỏi, nhưng mà làm sao đi hết nổi nước Việt Nam em? Không có sao, tại vì ngày hôm nay Trinh sẽ hướng dẫn anh đi từ Nam chí Bắc luôn. Đi nhanh lên. Từ trên vọng đài bằng gỗ cao 5 mét, du khách có thể nhìn bao quát những cảnh đẹp của Việt Nam với sa bàn tổ quốc ngoài trời rộng lớn, với núi sông, rừng biển, tháp Chàm, chùa Thiên Mụ, tháp Rùa, hồ Hoàng Kiếm, chợ Bến Thành, được xây dựng nên từ bàn tay của những nghệ nhân tài hoa, quy tụ những địa điểm biểu trưng cho ba miền đất nước. Tất cả như hội tụ về đây làm toát lên vẻ đẹp lạ kỳ của đất nước mang hình chữ S. Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ, từ trái tim xin một lời tôi yêu, tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Trung Cương thấy thế nào? Vậy là mình đã đi du lịch từ Bắc chí Nam luôn rồi đó nha. Thật ra Trung Cương cũng không thể ngờ được mình có thể đi từ Bắc chí Nam mà nhanh đến như vậy. Cái cảm giác của mình là Việt Nam mình rất là rộng các bạn, với 63 tỉnh thành thì khi mà đi qua hết như vậy rất là thú vị. Trinh nghe nói là ở đây còn có một cái khu nhà đặc trưng về các vùng miền. Trung Cương có muốn đi tham quan không? Chắc chắn là phải đi rồi. Đi thôi. Đi nhá. Có nhà của người Nam Bộ kìa. Chắc là mình phải nhờ một bạn hướng dẫn viên để hướng dẫn cho hai đứa mình đi. Trinh cũng tò mò lắm. Như bên kia có chị hướng dẫn viên kìa. Chào anh chị ạ. Chào chị. Chị ơi, Hà Trinh là bạn của mình đang tò mò về khu nhà mẫu này. Đây có phải là khu nhà Nam Bộ không chị? Dạ vâng, đúng ạ. Đây là nhà Nam Bộ được làm theo kiến trúc chữ đinh. Cái phía trước ạ, của người Nam Bộ bao giờ cũng có một cái bàn thờ thiên ở phía trước. Về cái ngói được lợp ạ, là một cái lối ngói đặc trưng cho miền Tây Nam Bộ, đó là ngói vẫy cá, hay còn gọi đó là ngói móc. Phía trước nhà Nam Bộ người ta thường thấy thường có những cái dãy hàng bao ở phía trước để họ thường bắt võng, họ nằm trong những buổi trưa nóng nực. Thế đây là cái bộ gỏi, bộ bánh ngựa là một cái loại bánh đặc trưng của miền Tây.
Nam Bộ. Chúng ta thấy cái buồng phía bên tay trái là nơi ngủ của con cái, còn bên tay phải là nơi ngủ của ba mẹ. Đây là gian nhà sau đúng không? Hà Trinh thấy có hai hàng lu hai bên, để làm gì vậy? Đây là cái lu để người Nam Bộ người ta thường đựng nước mưa để dùng để sinh hoạt, có thể là nấu cơm hoặc là đun nước uống. Trinh biết không? Thực ra anh là người miền Tây Nam Bộ, quê ba anh là ở Bến Tre đó. Nên khi trở về cái gian nhà như vậy nè, anh đã cảm giác rất là thân quen, giống như mình được trải nghiệm lại mức quê hương của mình. Lối vào khu nhà Bắc Bộ được phủ rợp bóng cây. Kia là cây gạo sừng sững, kia là cây câu đung đưa trước gió, và kia nữa là cây nhót. Tất cả như gợi nhớ về một vùng quê Bắc Bộ vốn đổi yên bình. Phía trước nhà Bắc thì bạn đừng thấy họ thường có để những cái phên tre phía trước là để che nắng và che mưa. Ở hai bên thì người ta có hai cái gian để dụng cụ. Em cho anh hỏi cái ngưỡng cửa này sao nó cao dữ vậy em? Dạ, cao để nhằm mục đích đó là khi mà ta bước vào ấy, thì ta phải cúi xuống nhìn. Qua tư thế cúi xuống nhìn là ta cúi chào bàn thờ gia tiên của họ và cúi chào chủ nhà, tỏ các phép lịch sự và kính trọng của khách đối với gia chủ. Đây là cái sập gỗ được đặt ở giữa căn nhà để dành cho khách nam và nam giới ngồi, còn phụ nữ thì người ta sẽ ngồi hai bên. Đây các bạn sẽ thấy đây là kiến trúc căn nhà đặc trưng của một vị quan văn của Huế. Đây các bạn thấy đây là bức bình phong và phía sau có một cái hồ nước được gọi là Minh Đường. Khu nhà các vùng miền rất thu hút du khách với các mẫu nhà thật điển hình cho từng vùng miền văn hóa Bắc, Trung, Nam. Có cả nhà rông Tây Nguyên và nhà sàn Tây Bắc. Không chỉ công phu về kiến trúc, phong phú các hiện vật nội thất sưu tập bày biện bắt mắt, mỗi ngôi nhà còn được chú ý dựng cảnh quan cây vườn xung quanh, tạo không gian đặc trưng của mỗi địa phương. Anh Trung Cương ơi, vào đây. Mệt quá hay sao mà đi chậm rì vậy? Hơi mệt một chút. Hồi nãy Trinh có nghe chị hướng dẫn viên nói là cái khu này rộng tới 22,5 hecta lận. Rộng dữ vậy hả? Quên nữa. Hay là bây giờ mình sẽ ghé qua thêm một khu nữa. Khu này thì bất cứ người nào đến đây tham quan cũng không thể nào bỏ qua. Đó là khu làng nghề Việt Nam. Mình đi nha. Quang quang buông đi, đứng xa nghe tiếng trong bàn tung tung băng băng bập bùng đánh trong bàn loạn xạ. Đứng xa nghe tiếng y trong bàn tay chân rủ rệt tung tung đang tung bập bùng đánh trong bàn lan tràn tay chân rủ rệt. Quý vị khán giả thân mến, sau một ngày được đến khu du lịch Một Thoáng Việt Nam, được tận hưởng cảm giác mát mẻ nơi đây, được chèo ghe trên sông, được tham quan các kiến trúc của các vùng miền Việt Nam và được tự tay khám phá một số cái nghề ở những cái làng nghề Việt Nam nữa, thì đã cho Trung Cương một cái cảm giác rất là thú vị. Và quên mất là Trung Cương cũng được du lịch từ Nam chí Bắc qua sa vàng Việt Nam mô hình thu nhỏ phải chứ. Hà Trinh mà không nhắc thì tí nữa Trung Cương cũng quên mất. Quả thật rất là tuyệt vời. Quý khán giả thân mến, ít ai biết được rằng mảnh đất nơi Hà Trinh và Trung Cương đang đứng đây ngày xưa là những hố bom. Chiến tranh qua đi, hòa bình lập lại, nơi này đã trở thành một tiểu Việt Nam thu nhỏ và thu hút rất nhiều lượt khách tham quan mỗi ngày. Một ngày lưu trú tại đây khiến cho Hà Trinh và người mẫu Trung Cương đã có thật nhiều cảm xúc đến để thấy và hiểu được rằng đất nước Việt Nam ta thật là đẹp.